Thưa quý vị, thực hiện công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 để tập trung ngăn chặn, chủ động phòng chống dịch bệnh theo các mức nguy cơ để lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, đặt sức khỏe tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết, sớm được cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công dân về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh. Tại công văn số 9579, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, người dân không được di chuyển khỏi nơi cư trú, ai ở đâu ở đấy, trừ những người được chính quyền cho phép cho đến khi kết thúc thời gian giãn cách đang thực hiện. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 8. Thủ trưởng các sở ban ngành, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch lây lan trên địa bàn và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm. Xây dựng phương án kịch bản thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh để nhanh tiến độ tiêm vaccine bảo đảm an toàn hiệu quả đúng đối tượng, lộ trình theo kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng điều trị người bị nhiễm SARS-CoV-2 điều tra tình hình người nghèo đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Người dân Bà Rịa Vũng Tàu các tỉnh thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 để đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp. Xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo sản xuất lưu thông tiêu thụ hàng hóa, sẵn sàng cho tình huống kịch bản hiện tại và cho tình huống dịch diễn biến xấu. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để kích động chống phá. Xét đề nghị của Sở Công Thương về việc xem xét giảm tần suất xét nghiệm cho phù hợp với tình hình thực tế đối với người lao động trong thời gian lưu trú tập trung của doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 9514 giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát, có ý kiến tham mưu, đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết trước ngày 2 tháng 8. Tại văn bản 9514 Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có ý kiến chỉ đạo liên quan đến đề xuất tạm dừng việc đưa đón người lao động trong trường hợp không đảm bảo phương án vận chuyển người lao động từ nơi ở tập trung đến nơi làm việc. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân về việc đảm bảo điều kiện an toàn vừa sản xuất vừa phòng chống dịch tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp cảng biển trên địa bàn tỉnh theo quy định